Thank you.
Khoan sụ quay. Giờ một lần kính thưa toàn thể gia đình thân mến, và kính thưa toàn thể và các bác chị các chị em đang có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Và lớp của hoàng trường tà ma xuất quỷ chúng em xin tạm dừng đến đây. Và lớp thứ tư đó là bái quan thọ linh cụ tán an nơi phần mộ. Chống đi với gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.